Chào mừng các bạn đã đến với kênh của trường âm nhạc Ada Music và mình là Duyên. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn tìm hiểu xem những cái cách để có thể xác định được quãng giọng ngay tại nhà. Mình sẽ gửi đến các bạn hai cách để mà có thể giúp cho chúng ta xác định được cái quãng giọng của mình tại nhà. Cách thứ nhất đó chính là chúng ta cần một cây đàn piano, cần một nhạc cụ ở kế bên. Cách thứ hai thì mình cũng không cần dùng nhạc cụ luôn. Ok, mình sẽ qua cách đầu tiên nha. Rồi, đối với cách đầu tiên này á, thì mình sẽ sử dụng một cái nhạc cụ là piano. Đây là một cây đàn piano. Với cách đầu tiên này á, thì chúng ta sẽ đo cái nốt thấp nhất của chúng ta bằng cách đi từ cái nốt chính giữa và đi từ từ lần mò xuống dưới. Ví dụ như nốt này. Mình sẽ lựa cái nốt thấp nhất là cái nốt mà các bạn vẫn còn phát ra được âm thanh và nghe rõ nha. Ví dụ nốt này của mình là không được rồi nè, là bởi vì nó rất là mờ và nó rung thì mình sẽ lấy nốt này là, đó là son 3. Ok, nếu các bạn có thể đi xuống được nữa thì hãy cùng đi với mình nha. Mình xin phép được dừng lại tại đây. Rồi, xuống thấp hơn. Các bạn có thể nhìn lên màn hình và thấy ở bên góc bên trái phía trên của cái màn hình thì nó sẽ là chỉ tên của cái nốt nhạc nó ra. Ví dụ như đây là chữ C, đó chính là nốt đô. Nếu các bạn nào đi được tới đâu thì các bạn nhìn lên góc trái màn hình á, sẽ thấy được cái tên nốt đó. Ví dụ của mình là son. Đúng rồi. Sau đó chúng ta sẽ đi lên nha. Mình sẽ lấy cái nốt ở đây. La. Mời các bạn đi tiếp nha. Ok, tới đây là đã hơi cao rồi đó. Rồi, ví dụ như quãng giọng của mình là sẽ từ đâu? Từ đây à, cho tới cái nốt cao nhất mà mình có thể hát được. Là ví dụ như hồi nãy là nốt này à, thì đây chính là quãng giọng của mình. Rồi, các bạn có thể comment bên dưới cái quãng giọng của các bạn khi mà đo với cái bài tập này của mình là như thế nào nha. Tiếp theo là cách thứ hai. Cách thứ hai mình gửi đến các bạn đó chính là một cái phương pháp mà mình có thể sử dụng tạm thời chữa cháy mà không cần sử dụng đến piano. Thì các bạn, ở cách này mình cần các bạn tải giúp mình cái phần mềm tuner. Phần mềm này thì mình đã ở những cái video clip trước á, mình đã nói với các bạn là tải thử về cho mình một lần á. Thì cái phần mềm nó sẽ ứng dụng được rất là nhiều bài tập luôn. Rồi, với cái phần mềm này áp dụng vào cái bài tập này, mình sẽ áp dụng như sau. Mình sẽ hát cái nốt mà thấp nhất mình có thể đi xuống được. Mình ví dụ khi mà mình đi xuống hay đi lên á, các bạn không cần đi theo cái scale hay là không cần đi theo cái nốt gì cả. Mình chỉ cần cứ lặng xuống, mình chỉ cần đi lần xuống tới khi nào mình không thể nào xuống được nữa thì thôi. Mình làm lại nha. Của mình là của mình là son, như cái hồi nãy mình đo ha. Thì son đó chính là nốt thấp nhất của mình. Rồi, nốt cao nhất của mình thì sao? Mình sẽ đi lần đi lên. Là đô, các bạn thấy không? Khi mà mình dừng lại ở nốt nào mà mình ngân dài cái nốt đó thì nó sẽ hiện ra chữ C là chữ đô, là nốt đô. Rồi, thì mình có thể kết luận ngắn gọn đó chính là quãng của mình sẽ là từ son 3 cho tới đô 6. Rồi, các bạn có thể áp dụng những cái phương pháp này để mà xác định được quãng giọng của mình. Sau khi chúng ta đã có được quãng giọng của mình rồi á, thì gọi tên nó bằng cách nào thì Duyên xin mời các bạn coi theo dõi bài viết của trên website của trường âm nhạc Ada Music. Bài viết này nói về những cách phân biệt các loại giọng hát. Bên dưới này chúng ta sẽ có một hình ảnh, nó là một cái tổng quát của những cái bài, của những cái nội dung ở phía trên.
Các bạn có thời gian thì nên tham khảo, nên đọc qua những cái nội dung ở phía trên nha. Bởi vì nó sẽ kể chi tiết những cái từng cái màu giọng của, diễn tả được từng cái màu giọng của những cái loại giọng nữa. Rồi, ở đây sau khi mà mình có được những cái nốt nhạc thấp nhất hay là cao nhất mà mình có thể hát được rồi, các bạn ướm vào trong cái cây đàn này giùm mình. Của mình giọng nữ, à nữ sẽ màu hồng và nam sẽ là màu xanh dương nha mọi người ơi. Rồi, khi nãy là mình hát từ son là ở đây, ngay con chuột của mình, đến đô, ngay đây. Nó ướm vừa đủ vào cái khoảng của soprano. Vì vậy mình có thể kết luận rằng giọng của mình là màu, là loại giọng soprano. Ví dụ như các bạn nữ khác có thể hát được từ re2 cho tới đô 5, re 5 và mi 5 thì các bạn nằm trong cái quãng giọng là contra alto, ví dụ như trong cái ở dưới đây, trong cái chỗ con chuột mình đang di chuyển. Rồi, còn đối với những bạn nam thì sao ha? Chúng ta sẽ nhìn lên cái hình phím đàn piano màu xanh dương thì nó sẽ có các loại giọng như sau: counter tenor, tenor baritone và bass. Các bạn có thể ướm thử nốt thấp nhất và nốt cao nhất của mình lên trên cái hình này để mà xem chúng ta thuộc cái loại giọng nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip ngày hôm nay. Các bạn hãy comment bên dưới cho mình cái quãng giọng của các bạn, nốt thấp nhất, nốt cao nhất và tên cái loại giọng của bạn ở dưới phần comment cho mình biết nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để có thể có được thông báo khi mà Adam Music ra clip mới nha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.